Hi, xin chào các bạn này. Ê, phía trước tôi gọi là con đường 602 Watson. Ai phía trên là cái cầu vượt đấy, cầu vượt của đường tránh Đà Nẵng, đường tránh Đà Nẵng đấy các bạn. Hướng mình ta trái tôi trên cầu mà hướng mình ta trái là đi đường đi ra Bắc đấy. Còn phía tên Nam á, cái tập phải là về Việt Nam, về đường cao tốc Ít Loan các bạn, Ít Loan Quảng Ngãi. Còn phía tay trái là về đường cao tốc Quảng Liên La Sơn. Trên cầu vượt là đường tránh đi các bạn nè. Hôm nay tôi sẽ đi đi trên con đường tránh này, đường tránh Đà Nẵng để chia sẻ các bạn xem. Tôi ở dưới đường xã La Hai, tôi lên con đường tránh con tránh Đà Nẵng, tôi đi về hướng Bắc các bạn. Tôi đi về hướng Bắc, tôi sẽ đi ngang qua cái đi ngang qua cái khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin. Khu công nghệ cao với là khu công nghệ thông tin, nó nằm trong một khu vực kia bạn, mà hai cổng riêng, cổng là khu công nghệ thông tin mà cổng là khu công nghệ cao. Cổng khu công nghệ thông tin là nó nằm ở ở phía phía Nam, mà khu cổng cổng khu công nghệ cao nó nằm ở phía Bắc. Đấy, nằm đây con đường tránh luôn, tránh Đà Nẵng. Đây đây là con đường tránh Đà Nẵng này, tôi bắt đầu đi lên con đường tránh. Tránh này là nó nằm ở giữa giữa hai con đường cao tốc, nằm giữa hai con đường cao tốc. Đường cao tốc phía Nam là con đường cao tốc Tuy Long Quảng Ngãi, còn đường cao tốc phía Bắc là con đường cao tốc Hòa Liên La Sơn. Đây là con đường tránh, đường này nhỏ, đường cả chừng 10 mấy năm thôi. Đường này giờ xe cộ chạy rất là đông, nhất là xe Bắc Nam nè, rất là đông, xe hòn, xe chở hòn. Đường rất xấu nè, đường này chắc quá, đi chắc quá lại rất là nhiều lần. Xe cộ rất là nhiều đó, xe Bắc Nam, xe tải nè, xe remote nè, xe dừa nằm, xe con, xe đồ, quá trời xe luôn, rất là nguy hiểm, cả tốc độ nhanh nè, bởi vì nó hai bên hai đầu là xe đường cao tốc, cả tốc độ nhanh. Đi ngon quanh đường tránh này thì họ muốn chạy nhanh như ông được có tốc này, cái tốc độ có vẻ cũng nhanh, rất là nguy hiểm. Còn con đường cao tốc mà từ Hòa Liên Tý Loan đang làm, đang tiến hành làm, mô mà tắm tắm này thì thấy những cái xe ủi, xe múc đã đưa vô rồi để tiến hành làm. Đó, đoạn cho mô mà giải tỏa là bắt đầu tiến hành làm. Tôi sẽ đi con đường này để chia sẻ các bạn xem. Lâu lắm rồi tôi chưa đi lại, lần trước lâu rồi tôi có đi.
nhưng mà thời gian nghỉ không không biết cái đường này, cái này đi làm để chia sẻ các bạn xem. Có đường cao tốc này hình như đang tiến hành làm phía tập phải các bạn, phía tập trái là khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin. Phía tập phải là đây, phía tập phải cái này là đang tiến hành làm mở rộng nè thành đường cao tốc, đang tiến hành làm. Đây, các bạn thấy phía tập phải đang tiến hành làm. Dưới hà trước khi họ đổ đất lên trên nhà ở dưới là lấu tấm bọt. Còn phía tay trái là khu công nghệ thông tin, phía tay phải là đang mở rộng thành khu thành đường cao tốc này. Các bạn thấy đây, trước khi họ đổ đất cát nha bạn, đổ đất cát dưới hà đổ lắc ra đây nữa thì họ dưới là tấm bọt nhằm đích là để phủ lúa. Công trình đang thi công. Hình như là mở ha, chỗ này là mở ha bành. Đường cắt ngang đây là con đường Nghĩa Tất Thành nha các bạn. Đường Nghĩa Tất Thành. Cổng đây là cổng vô, đây là cổng khu công nghệ thông tin. Tôi đi thẳng. Tôi đi thẳng nha các bạn. Ồ lúa. Lúa là chỗ các bạn. Lúa là đã chín rồi. Có nhiều đống ruộng à. Nhiều đống ruộng đã gạt ra nhà. Còn chỗ này là phía tay trái là cái gì? Dọc dọc theo phía tay trái đây là khu công nghệ thông tin với khu công nghệ co đấy không? Các bạn xe rất là nhiều, xe rất là khủng khiếp luôn á, xe lớn xe nhỏ, xe các bạn thấy này, đây là mới thấy rõ ràng nè, đường cao tốc đang làm nè, đường cao tốc đang làm, đang đổ lên cái tầm nè, bạn thấy đường cao tốc đang làm, đường cao tốc Tý Loan, đường cao tốc Tý Loan Hòa Liên đang tiến hành làm, các bạn thấy chưa? Làm chứ không đường này xe cộ quá nhiều luôn, mà xe cộ thì quá nhiều, đường thì quá nhỏ. Ê, đầm kỹ dễ sợ luôn này nha các bạn, đầm chứ không đầm thì sẽ bị lún. Đây, chỗ nào trắng trống là bắt đầu làm nè, củi xuống nè, một cô để củi xuống kết nối con đường này,
kết nối con đường này, mở rộng con đường này ra thành đường cao tốc luôn cho đỡ bất kỳ phí. Đường Hồ Chí Minh hầm Hải Vân, ê các bạn thấy đây, đây là con đường lên cái cầu này là lên đường cao tốc nè, đường cao tốc, con đường cao tốc Liên La Sơn đây, bạn lên con đường này là đường cao tốc, xe hơi bánh không cho lên, không cho đi, nên tôi đi đi con đường này. Vì tới chỗ này mà các bạn rẽ trái là vô vô không công nghệ cao nè, đây chỗ này các bạn rẽ trái là vô không nghệ cao, tôi không rẽ trái mà tôi đi thẳng. Tôi đi thẳng về hầm Hải Vân, vô hầm Hải Vân mà tôi không vô nè, tôi sẽ đi tới tới cái cầu vượt đường Vành Đai 2 để các bạn thấy con đường cao tốc này, cầu vượt đường cao tốc này. Tôi không đi vô hầm Hải Vân mà tôi tới chỗ cái cầu vượt Vành Đai 2, tôi sẽ về đường Sa Lê 1 để tôi đi vào Bắc đây các bạn. Đi vào Bắc để làm một vài video cho các bạn xem. Con đường này là đường về Đà Nẵng cũng được, mà về đi hầm Hải Vân cũng được. Bạn nào không đi lên đường cao tốc thì đi về đường hầm Hải Vân, đi con đường này. Đường này gọi là đường về hầm Hải Vân đây. Đường muốn đi đường cao tốc là các bạn rút chui qua đường hầm Mũi Trâu nha. Hầm Mũi Trâu có một đường hầm Mũi Trâu nữa là đường cao tốc. Rồi tôi không đi đường tắt đường này các bạn. Tôi đi tắt đường này để các bạn thấy xanh để cho nó là nhà máy nước Hòa Liên đi. Để nhà máy nước Hòa Liên. Và lúc là lên tôi xuống, tôi đi đường này để xuống đường Sa Lê 1.
Đây là con đường DT601. Đây là cái cầu vượt về hầm Hải Vân này. Còn bên kia là cầu vượt phía mình. Đây là cầu vượt đường vành đai 2. Cầu vượt đường vành đai 2. Còn con đường mà tôi đang đi là con đường DT601. Tôi về Hòa Bắc. Đây đường DT601. Đường 601 đã hoàn thành đã hoàn thành 100% rồi các bạn. Đường này mới hình thành rất đẹp luôn. Đường này đã hoàn thành rất đẹp luôn. Các bạn thấy phía tây nhà là đường cao tốc đây, phía tây là đường cao tốc, phía tay trái phía dưới là con đường 601, phía dưới nữa là sông Cô Đi. Các bạn mà lên đây thì nhớ ba con đường mua TV siêu mỏng. Các bạn không đi Hà Bắc, thay ra đi Hà Bắc là lúc nào cũng nhớ ba con đường nha. Đây, có đường Tranh Trùng là con đường cô tóc đi Loan La Sơn, con đường chính giữa là con đường 601, đường cuối cùng là con đường thấp hơn là con đường sông sông Cô Đi. Đấy, đường sông Cô Đi không quá đẹp luôn. Tôi đi đường chính giữa, tôi đi đường chính giữa nhìn hai con đường hai bên này, đường có tóc con đường sông. Hay à, đường đi con đường 601 này mà nhìn về hướng tây thì có nhiều ngọn núi rất đẹp các bạn. Nhiều ngọn núi rất đẹp luôn. Đường này cây cối rất là xanh 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 tươi các bạn. Và bác khu khí hậu rất mát mẻ nên cây cối vẫn còn xanh tươi. Giờ hiện tại là 10 giờ rồi, 10 giờ trưa rồi.
Ê, xong cô đi. Bên kia là cái thông Trường Định nữa cơ. Bên kia xong á, là xong Trường Định. Xong Trường Định là ao anh là làng Trường Định chứ. Kia xong là làng Trường Định, thông Trường Định. Tôi đã làm một video cho các bạn xem rồi đấy. Đây, đường cao tốc phía trên. Đường cao tốc phía trên đẹp luôn, rất đẹp. Con đường này về về mùa mưa là hay bị sạt lở, bởi vì cái trái làm cái trái là rất cao đồi núi, còn phía ta phải là sông của đê. Còn đường này nằm giữa này nha, hai bị sạt lở, nước xuống rất mạnh, sạt lở nhiều, bởi vì nước nước mưa là sẽ ồ xuống sông mà. Anh dễ bị sạt lở. Đây nhất là đoạn này. Đoạn này là khá sạt lở. Trận mưa năm 2023 cũng đã sạt lở chỗ này. Đây sạt lở như này đây, bởi vì nước sông nó đây, dòng nước sông của đê nó đi thẳng, nó dòng vô đó là bị sạt lở. Và hơn nữa là gặp nước trên trên phía phía sông phía phía đường có thấp mặt hồ xuống nữa. Hôm nào là tôi sẽ đi đi đến hầm Mũi Trâu để chia sẻ các bạn xem hầm Mũi Trâu. Từ chỗ thông Phà Lan Giật Bí lên hầm Mũi Trâu thì cỡ khoảng 5 đến 7 cây, 5 đến 7 km nè. Hôm nào tôi sẽ đi để chia sẻ các bạn xem hầm Mũi Trâu. Nên nước chi đây khu à, nè khu trung tâm của Hòa Bắc này là đường Nguyễn Tri Phương, đường Nguyễn Tri Phương thì bon quả bác thì khả năng ai giờ vậy đây khu nào.
Ơi, video của tôi đến đây kết thúc các bạn ạ. À, các bạn video sau nè. À, thôi, xin chào. Xin chào các bạn. À, các bạn video sau.